cái kéo vậy, cái xuống cảnh rồi siết lại. Cái đó là em không biết, anh phải học thử. Ừ, có thể là nó liên với ngọt đó chứ. Chứ bị khô rét là không biết rồi đó. Dạ, ok. Còn cái chương trình của mình hay luôn, khá nhiều những gì là em không biết. Học qua đang cái khí này là mình hiểu này là cái sức khỏe lắm, sức khỏe của mình, sức khỏe này so với ngoài đời là nó tương đương với tiền á, kiếm tiền cũng giống như kiếm sức khỏe, hai cái này bằng nhau, cái này mắc cũng là kiếm, cái này mới khó, cái này phải kiếm, phải trên đời thì có hai cái kiếm này không không thiếu. Sức khỏe trong người mình có ba cái được nhắc lại bây giờ, tinh thần anh làm sao 50% khỏe, còn ăn uống 25%, về tập khí công 25%, khí công nếu mà muốn sống thọ là cái đó. Mà cái sức khỏe và tinh thần nó có hai loại vật chất, vật chất này bên trong bên ngoài, bên trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, bên ngoài cơ thể thì anh nếu anh coi coi bó anh biết nó có 12 cung, nó còn mỗi cái cung nằm mà được trong người anh ra được, còn bên trong cơ thể là năm tạng của anh coi nó khỏe như thế nào ra, năm tạng của anh làm sao thế này, về tinh thần và sức khỏe bên trong bên ngoài. Cái mà những cái đau đớn này nó đau, cái đau cái tạng này nó gọi là chịu đau của người đó, khó chịu đau. Còn cái này là tiền bạc, con áo gạo tiền, là cái này là vô hình này. Tinh thần là nó vô hình, áp lực là nó ví dụ nó đòi nợ là nó thành cái nó thành áp lực cái não rồi. Còn cái ăn uống này gọi là thực dưỡng ở đây đúng ra là cái của ông Nguyễn là ông đúng là cái cách thực dưỡng là chỉ kiếm những đồ chính xác bổ cho anh ăn, còn anh muốn ăn gì là anh ăn, khi không là tập lấy thấy khí ngoài đưa vào tim mạch, họ cái này là một dòng cũng các ngàn các họ một ngày kinh và tám triệu kinh đó, cái bí mật nằm chỗ này chứ không phải cái động tác không làm sao nó đưa vô 12 kinh và 8 triệu kinh chứ không phải vơ giờ là anh cũng có hiểu 12 kinh mạch. Cái bài này chính là chỉnh cân kinh, bất kể nó là chỉnh cân kinh người xưa nó tìm ra rồi mà tẩy tứ kinh, tẩy tứ kinh là 18 triệu kinh đấy không, cái này là của khí công dương, khí không âm nó là thái cực, khí công và bát công cộng đó, cái loại cầm cái này có một không khí phân luôn, có mấy bài nó không ngừng hạ đã tìm ra trong theo quá trình sửa nó ra mấy bài để nó thực hiện đó, là cái từ
đây mình cái sức khỏe mình lại phân loại khí, và khí mình chia qua đây, từ đó mình biết cái sức khỏe mình như thế này. Thì cái sức khỏe này là cái nội dung, nhưng mà cái biến thành nó gì thì năm tạng có năm ngũ khí, khí của tạng là tim, thận nè, gan nè, bao tử nè, bao tử đi một cặp đó, rồi tới gan cũng bao tử tới phổi. Bây giờ cái khí của mấy cái này là cái gì? Cái khí tức là sự làm việc tốt cho họ, coi là việc tốt xấu, làm điều hòa, hiệu suất cao không? Tao hiểu hiệu suất cao không? À, cái sự làm việc của nó, của mấy thằng này, đó là cái loại khí đang dính tới nằm tàn mà theo cái bát đó. Còn 12 cung, đó là sự, cái này là sự làm việc bên trong cơ thể anh đó. Còn cái này là sự làm việc bên ngoài của anh. Đó. Bên ngoài, cái tắc tử đó thì phân đi sâu vô bên ngoài của anh. Làm về áp lực rồi là cái xã hội. Có hai loại, cái xã hội nó có những nó thường nó có năm gì cấp, năm sáu, đúng rồi sáu, bởi vì trong trong khí công nó phân làm bắt quái sáu, sáu bậc, một ba bốn năm sáu, đây là người dân tiểu phu, tức là cái ông quan nhỏ, trung phu tức là ông quan lớn, cái này ông đại thần. Ngày xưa nó tìm ra từ đầu ngày vua là trong bát quái nó có tám sáu cái hạt, cái khí trong nên tại sao nó khi tại sao bát quái kim gì thì chính nó, tức là mỗi một cấp này nó tạo áp lực lên thằng này, thằng quan cao áp lực, mỗi thằng quan áp lực mình có sáu áp lực của cuộc sống, là mình cấp này thì mình bị năm áp lực, mình cấp này là bốn, vua chỉ một áp lực của trời. Cái cấp nghề về giống như ngoài xã hội, thanh tiểu này, trăm tiểu này, tỷ ngàn tỷ là đại như vậy, là mỗi cái nó có một cái tầng lớp, cái làng của nó. Thì ở đây áp lực bao nhiêu, nhiều đó là cái áp lực tinh thần của anh, thì mấy cái này là quan tước áp lực, nó là chính trị này, đó, xã hội và thời tiết mà nóng lạnh rồi. Sau vô cái này thì anh coi về cái tử vi của coi bói, nó có 12 cung. 12 cung tức là ví dụ cha mẹ áp lực mình thế nào, con áp lực mình thế nào, quan chức tức là mình cung cấp cao áp lực mình thế nào, rồi lính của mình tức là nô bộc cấp áp lực mình thế nào, rồi bạn bè áp lực mình thế nào. Đó, phần này nó nhiều cái đó, con áp lực cha mẹ, rồi tài sản là bất động sản, thấy không? Tiền, đó là cái ngày bình thường 12 cung, 12 cung là do 12 tháng nên gây ra, thành ra con người không có bao giờ có 13 cung. Tiền bạc, rồi tài năng của anh, mấy cái đó là những cái nguyên nhân rất là chưa được không đi sâu luôn. Thì khi anh coi mấy cái này, anh có chia làm hai cái này ra, có đó anh coi sức khỏe anh đó. Cái đó là cái phần tất cả là tiền bạc. Cái thực dưỡng này là thực dưỡng này phải nguyên tắc nghiêm về cái việc thực dưỡng, nó có nguyên tắc vậy. Thực dưỡng là chữ thực là thực, có dưỡng tức là nuôi dưỡng thực sự, nó có cái nuôi dưỡng thực sự là chết đó, nuôi dưỡng thực sự. Mà ở đây là thực vật là cao nhất, để thực vật nó khí nhiều lắm. Cấp thứ hai là động vật, thực vật này nó lấy khí trời khí đất, trời đất thôi. Còn này nó ăn từ cây cỏ, từ cây cỏ thực vật nó ra không vật, cái này nó cấp 2, cấp này cấp cao, cấp 2 cái sao vừa.
do đó mà thực phẩm có nhiều hơn động vật thực sáu của chúng ta, hoặc là do càng cái bộ phận nó ít nhất một tỷ lệ này thì ăn được đạt. Mà cái này nó phân làm năm tạng người, năm loại người là chi mọc thì hỏa thổ, tức là ví dụ cái người đang tức lên con cò là ăn thì nó không chạy được, chi mọc thì hỏa thổ năm loại người, người thổ, người mọc là ốm nhất trong ca, người chi mà to như lực sĩ, người thổ, người mà thủy mạnh thủy thì nó mọc cú á, mạnh hỏa là khô, mạnh thổ là như heo đó mà chúng ta, thì là cái người có cái năng năng ăn chay mới được. Người mà không có thì trời đất cũng xanh cả, đó là những cái việc tự nhiên. Bây giờ cái một cái câu đặt đó là không tách được thì coi rằng các bạn đầu vô cái môn này thì chủ yếu là mình cái này thì khí này nó mình cả cái thực phẩm là tách cái này ra, cái nội khí là cái nội khí này chính là cái gì, chính là thở thai. Cái thở này là cái thở trong cái bào thai, như vậy cái sơ đồ nội kinh đồ nó có cái hình tròn, có cái đầu nó cong cong như này, cái đầu này nội kinh đồ, cái nội kinh đồ nó có hồi thế kỷ thứ cách đây cũng mấy ngàn năm, trên ngàn năm trăm năm, nó là tiền mà bí mật, tức là cái người thai, cái thở thai này là nguyên tắc thở như thế nào, là cái bụng hóp vô, bụng hóp là gọi là thở đăng điền, cái đít nó hóp vô là thở ở trong, cái đầu nó hóp vô là thở ở trong, cái đầu, còn cái lưỡi nó cầm, lưỡi cầm thì ra nước, như cái này là chim cú được, không đít nó ra, thì nó đẻ ra cái bốn cái, cái này mới lấy khí trời đất được, nó có điều là cái này mới lấy khí trời đất được. Mình khí trời đất mấy ông nghiên cứu nó nằm cái đúng ảnh là cái gọi là thái cực trong ta của mình, cái này là cái đúng. Còn cái đây là đăng điền bên trái cổ, cái này khoảng cái bắn chính này là e bắn ba cổ và ba bàn tay, bên này can gan, dưới này là thận. Tìm ra cái bí mật tại sao tại vì cái rúng mình chính là cái cuốn của cái trái cây mình, là cái trái cây, cái cuốn rúng làm cho tất cả khí thiên thiên nó vô rồi đấy, khi trong bụng mình khí thiên thiên vào cuốn rúng thì khi ra ngoài khí thiên thiên cũng tiếp tục qua rúng vô, nó xoay nó vô đây cũng vô đây, thành ra cái rúng nó ăn mà ăn đụng tới động mình nó bắt cứ từ đó ở bụng mình, mà khi bệnh gì ai cũng che luôn, những người đi xa băng rúng, tức là người Trung Quốc luôn luôn mang cái đai này nó che lại, thành nó có cái đai. Bây giờ có gì nên chặt giống vậy? Đó, cái này là loại thở nó thiếu. Thành ra các bài khí công như vậy, đây là thở khí công. Mọi người ta nói biết thở khí công là phải hít cái lỗ mũi, là không lấy chỗ này nó phồng lên phồng xuống, phồng lên phồng xuống, phồng lên phồng xuống, phồng lên phồng xuống. Tức là nó có bốn cái thải cực nhỏ này. Với trong cái nội kinh đồ nó vẽ bốn cái thái cực, ở trong cái góc nội kinh đồ cái anh coi nội kinh đồ này, đó là cái này tập từ cái bên kia nghiêng cái chỗ này nó cứng, tức là cái thở của nó là cứng mềm, cho nên cái này rất quan trọng với sản. Và tại sao nó có 36 lần, tại cái đốt sống mình có 33 đốt, có 7 đốt cổ, 12 đốt ngực, 5 đốt lưng, 9 cái hàng động giác, 9 cái đốt chín nhau. À, tổng số 33 là nó từ tập 36 thì nó có giữa 30 lốt nó có một chút bị điểm nhỏ, nó cần một thời gian để máu biết đi qua. Mà cái cột sống trong khí công cái này tính là 8 kỳ kinh, còn tay chân mình là 12 kỳ kinh, là có sông ngòi dẫn vô được 8 cái kinh mình chứa là cột sống sông ngòi, nó mình hiểu dễ. Thành ra khi thở nội khí là cái khí này nó đi thẳng từ bụng nó thẳng chui vô cuộc sống nó bóp lên đó. Thành ra con biết nó khi cái mình giống cái bình nước nó ép lên đây, đè lên đây, nước nó dâng lên đây, bóp lên nó bóp hơi ra, chạy xuống đi xuống đường. Thành ra gọi là thở thai. Thành cái này trong cái công hay gọi là thai thực huyết. Họ bắt đầu tìm ra thì cái bài một thì là thai thực huyết, tức là thở khí không. Không phải thở khổ, nhớ một điều.
thở trong cái cầu những cái gì nó phồng lên phồng xuống thở. Thành ra cái này là thở theo nội tiết, là những cái vị này quan trọng đứng đầu, cái vị này ở đan điền. Cái này mới một cái mình cũng có cái đầu có cái rồi, mình mới học cái này thôi. Cái này là cái vật chất, cái này là gọi là tinh trong khí cầu. Tinh đây tức là mình nói cái tinh đây tức là tinh trùng, nhiều người đâu biết. Thành ra cái tinh trùng anh mất nhiều anh sợ lạnh nha, không sợ lạnh, nó chứa năng lượng, nó chứa cái gọi là còn có lời nữa tâm bụi, nữa tâm bụi cơ thể mà nằm đây. Cái lửa này là nó không có tạo ra được, chỉ có tinh trùng nó tạo, tức là tất cả sức khỏe tạo cái tinh trùng nó nóng. Thành ra mà tinh trùng mạnh không được nằm 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 mà nó mất một cái anh phụ hỏa này ăn nào tặng ông phụ hỏa cho anh này xúc tinh nhiều nó thẳng rồi. Khi mình xúc tinh nhiều này cái hiện tượng của bộ phận sinh dục liền giải sẽ quy đầu dạng này, đó là cái tình trạng người gọi là tinh xúc tinh nhiều là hiện tượng đó. Còn người khỏe nó săn như này, săn một cái đầu quy đầu nó nhỏ này, rồi cái dạng nó săn cái người khỏe. Thành ra nếu mà trong người nha mình dạng này là vượt mức sức tự cái kiểm soát dạy cho mình chưa kỹ vậy, tức là cái bộ phận sinh dục cổ đó anh thấy còn cuối cùng hai cái đầu sinh dục này nó phủ lại một cái đầu anh thấy rồi, anh giá nhỏ hơn này thì càng dài càng nhỏ, tại vì nguyên tắc của bởi vậy thấy con heo đọc nó dài bự lắm đúng không, nuôi cái heo đọc thấy rồi con heo thử nó cái dài mà nó thành ra cái người con giá chính là làm người ta chân ái tại trong người có ba cái nóng, nóng gì ở Hà Nội tức là hồng nhã nóng lắm, ăn tấu cũng thật thể dưới mặt khô khan rất là nhiều. Thứ hai là ngực, thứ ba là đầu. Thì người ta có ba cái âm lượng, là ba cái nguồn lượng là não được cũng nóng, ngực nó nóng, ngực hay là tim nó rất rõ ràng, còn cái não nóng không có gì trong sao nó nóng, rồi cái bụng dưới mình cũng nóng. Ba cái này gọi là lửa tam ngũ, không có lửa nào tạo được, không có khoa học, không có năng lượng mà tạo, con người tạo, chỉ có sức khỏe mới tạo qua cái nguồn, nó gọi là đan điền thượng, đan điền trung, đan điền hạ, đan điền cái ruộng năng lượng, năng lượng ngày xưa nó không biết năng lượng gọi là đơn, đơn tức là những cái tinh túy, tức là cái anh ấy viên tiên đơn của tiên là trước nó bọc nhiều chất chế là viên tiên đơn, thì người mình tất cả người chế ra một cái viên tiên đơn nó cắt vào đây, cắt vào đây. Thành ra khi anh suy nghĩ bên mặt nó nói, nó suy nghĩ não nó không thông nữa, thấy không? Còn cái tim nó suy nghĩ nhiều, thoát tim. Còn như này suy nghĩ nhiều, nóng. Bây giờ khi mình cần, anh muốn cần, anh biết, nó đang bán cũng sao người anh nóng vậy đó, đó là tim hoạt động mạnh nha, người nó rờ, người nóng hổi vậy. Anh gần nó rờ mồ hôi ra, anh ra ba cái nguồn này, rồi là ba cái này. Thế mà ba mình chứ còn thường nghe nói. Thành ra khi học cái câu là những cái quan trọng nhất của luyện là bốn điểm như một ba cái điểm nóng này là đang tiền hạ đây cũng là ba và tam điểm luôn luôn trong cái câu có dương có âm, tức là đang điểm trước thì cũng có cái sau lưng có âm điểm nào anh cũng sau bên trước phía sau của này gọi là mạnh ngôn, phía sau là giáp tích, phía sau là đầu là phong thủ gọi là tam quan trong cái câu này nè. Mà cái người mình hiểu những người Mỹ cái dịch không được, người Mỹ thì chỉ gây là sao biết gây là tình cờ, còn những chữ qua các bạn hiểu đấy, mà chữ đi các bạn hiểu đấy, đi cái ruộng, còn tiếng Anh cái dịch là đang tiên, tiếng Anh cái dịch đang tiên không biết gì, rồi thằng Mỹ sao hiểu được, nó là đang tiên, cái mặt phim không, nên là tài liệu gốc anh phải học tiếng Trung nó chính xác. Tiếng Mỹ là phải hiểu chữ đăng tiên mà lại đăng điền, còn nói chữ đăng tiên thằng Mỹ nó biết cái gì đó. Anh nói chữ quan gây cho nó biết cái quan của mình nó gây cho đăng tiên là mình hiểu thì cái điểm nóng, mà điểm nóng thì ở trước này nóng thì sau lạnh, sau lạnh thì trước nóng, còn bốn điểm này cũng vậy đúng đây nè. Bởi vì cái âm dương của mình là lồi lõm là âm dương, còn cái này là nóng lạnh theo cho người nó có lồi lõm là thở, còn âm nóng lạnh là khí, nó hiện cái thể hiện trong người nó cái đó là cái nóng,
mấy cái nội khí này mạnh đó thì ở ngoài nó tạo ra một cái trạng thái, bởi vì người ta nói người phong độ, phong độ là cái xương, bộ xương ngon, bộ xương đấy thì là tạm kỳ chân. Trong trong âm dương cái này là đất, rồi vượng khí là mặt thầy hồng hào được ăn nói sẵn sàng, cái này gọi là tạm kỳ khí sắc. Từ mình hay gọi mà thì ở trong mình 12 tạng rất khỏe, 12 tạng cũng là trời trong người vậy, trời trong người có đất và trời, người là nối kết hàng mà thành ra anh thấy cái nội tạng nó là một cái khổ xương đẹp, cho nên anh tập đạo là tập sao nó tập cái thành mạng như đúng đấy. Cái bộ phong độ anh cơ thì cơ xương nên là thành 12 tạng tạo ra, tại sao tập cái này thì tập thành nguyễn nó đi sao tập tạng mau già phá phong độ. Còn tập cái này là thường sinh bất lão, lâu chết ít bệnh ra, nên là khí công luyện tạng không luyện mà già, nên đang tập không bây giờ có cái đối tác cộng đồng đồng hay không thôi, anh có cái gì vô là nó hư hết cơ bắp đấy. Anh thấy là chú không được không còn đồng trong tầm tạ nó luyện cái này không được nó bí mật. Thì cái bài nội khí xong cho bài đi thiên gia thì anh biết con người giống như mình ở Sài Gòn đó, anh có cái chân đi tức là có xe Honda, không có chân đi thì kiếm tiền không ra, tức là khi không có chân vận động cái người mà khỏe không được cái tướng đi cái gì cái chân đó là phải học cái phong chân hoặc là học cái chân, xong cái tay của anh có khéo léo không, cái tay là khéo léo tức là khỏe, mà cái tay cái chân này là sức khỏe của thần, nó thể hiện là thần, còn cái tay là sức khỏe của tim, tìm ra những cái việc muốn tim nó khỏe thì mình phải làm thế này, là cái tay anh, cái tay anh dễ lắm, còn bị co lên mà nó dùng nó đẹp đơn giản. Hoa đà hồi trưa nó cứ kỳ trong cú á, ông bứt mấy ông già bắt đèn, ông ta khi nặng nó mềm, tâm nó chậm, để ông cứ chân nặng nó tâm trong phòng cách bình thường, không nhiều trong ngày ba ngày trong một ngày hết. Thì ông bắt điện ngón tay thành ánh sáng tạo cho cái ngũ cầm khí lên. Cái tay mà là nông ngón tay có sát được, tức là mỗi ngón tay cầm cái đũa, duỗi bằng ngón kia, từng ngón tay cầm cái đũa, duỗi bằng kia là ngón tay mà rất đơn giản. Thì bây giờ tay mạnh là tim mạnh, thì khi không tay để cho tim mạnh lên, khi không chân chân mạnh lên là mình học mạnh chân tay. Bây giờ cái thứ ba là cái cuộc sống, là mình cứ có tháng thứ hai sẽ học, nhưng cái tháng này bắt đầu cái ngoại công, trong ngoại công có hai phần là khi tập khí công thu công như thế nào, khi tập thu công như thế nào, rồi khi ngủ cũng là thu công là ngủ cách nào. Các bạn được giải thích lại hết rồi. Bài thứ 8 là bài chuẩn bị cái công cuộc sống và hoàn thành. Cái cuộc sống chính là cái bê tông cốt thép của cái chung cư đó, của cái một cái xây dựng. Anh làm cái bê tông cốt thép trước là cái cuộc sống trong cơ thể, anh làm cái miệng cuộc sống. Cái cuộc sống nó có đủ thứ chuyện đó. Bây giờ cái này, còn cái máy quay tới đây ngừng một lần tiêu xóa chỉ ngoài công. Việc lại thành sơ đồ tôi xóa một cái. Cái này nếu mình hiểu anh tập nó thành công hơn. Cái này là lấy tiên thiên khí, cái này nó thở cái bụng dưới cái bụng này, nhiều người học là thở cái bụng trên, bụng trên là hoàn cách ngô đẩy xuống thôi, còn cái bụng dưới nó không dính cái gì dưới cái hoàn cách ngô, dưới cái lúc này nó phòng nó xẹp. Còn bụng dưới này vẫn là thở phổi, anh hít vô phòng bụng ra tức là hoàn cách ngô đẩy xuống, cái đó không phải là thở của khí công. Bởi vì ở ngoài này hết thở bụng, cái bụng đâu phải thở bụng có phổi đâu, cái này mới có hoàn cách ngô, cái phổi nó phình ra nó đẩy hoàn nó xuống, cái bụng phình ra cái nó thở xa bị phân bị cho kỹ nha, thành ra khí công nó luyện cái này rất là kỹ. Tại bởi vì khi tập khí công mà tôi chỉ phình như này tôi không có phần phình phổi được, phổi tướng nghiêm cái phổi tôi không hoàn thành, cho nên bây giờ khí công cũng thấy bụng hết rồi nè, nó cứng mềm cứng mềm này thở cái này không thể thế này, thành ra tôi làm mạnh nhẹ không thấy, chứ không phải là thở nhẹ, cũng không phải thở đều thở bình thường, ở dưới này nó gồng như này nó gồng dưới, cũng anh cũng biết là muốn cái mạnh như thế là chỗ trọng tâm nó gom năng lượng lại, trọng tâm là cái
trọng lượng anh phải gom lại ở cái điểm trọng tâm trong cơ học, nên nó cái tăng cái nội khí chính là cái năng là trọng tâm trong cơ học của ngành khoa học Tây phương. Như các bộ trong đặc bằng nói thì mà trong cái là chương trình tổng quát khái của anh học cứ nói lại nên nắm một cái chi tiết như lúc nói có bữa ăn vắng bữa ăn đi nhưng mà tổng kết lại hết mà các bài mở ra nghe là nhiều. Giờ tôi vô hết rồi nói về cái ngoại công thôi, phân tích cái ngoại công trong những nghiên cứu cách nào cũng cho khỏe ra rồi là mình thực hành. Cái từ ngoại là một cái công có những cái tiếng Trung nó nói nó dịu lại cái tiếng ngủ ngủ anh nhớ ngủ chính là cuộc sống mệt quá à, bởi vì cuộc sống mệt là ngủ. Cuộc sống không mệt không ngủ được à, bởi vậy anh ấy nằm xuống xíu đã hát cái cuộc sống anh ấy mỏi cái cuộc sống mỏi chứ không phải là tay chân mỏi nha, cái cuộc sống mỏi là anh ngủ đi à, cái bí mật đó là cuộc sống mệt mà khi nó ngủ là nó thu nguyên khí à, nguyên khí tức là cái khí mình đang kiếm là thu sức khỏe để có sức khỏe làm ngày hôm sau. Thu này không có thuốc nào làm được, bởi vậy ta làm báo thuốc không chịu được nữa, làm được cái này đó. Lý cái này lý do tại sao thuốc không chữa được mình, không chữa được mình tại vì sao? Nguyên chỉ có nguyên khí mới quân mình được khí dương khí âm trong người, không có cách nào quân mình được. Tiên thì nó thì tiên nhiên chỉ ra đó. Thành ra cái thứ này làm sao làm, không cách nào làm. Thế là cái cuộc sống này làm sao thu những cái nguyên khí đi ngủ. Mẹ các bạn còn không phải làm. Thì cái nguyên khí anh ta ống dương này, ống dương toàn cơ thể cho cả ngũ tạng, tức là cả tinh thần và vật chất này thằng này hết. Anh còn lo ông ngủ cái này em hết. Thành ra cái ngủ này bây giờ làm sao ngủ được, thì đầu cái ngủ này là do cuộc sống này. Cuộc sống thì nó còn mấy cái này thì có bảy ngực cái lực phần làm ba này, cái đầu không tính là cổ bảy đốt này, một hai đốt lưng, cái thắt lưng là năm đốt. Vì làm sao cái thằng này nó thư giãn hết mấy thằng này, thư giãn được hết mấy thằng này. Thư giãn tức là sao? Cái món biết mình xoa qua, món biết qua đều nó khu này. Đó mình nghiên cứu khoa học, món biết cái đều là ba khu này. Đây nó có ba khu, cái này là gọi là thượng tiêu. Thượng tiêu tức là cái tâm của cái vòng tròn, nó có cái tâm. Một cái tâm là tiêu điểm, cái tiêu điểm thứ hai này, cái tiêu điểm thứ ba này, cái bánh chính này. Cái đường cong này mình nó phải đều, e là không đổ được, nó mà cong ra đấy. Cái đường cong này không có nó là móng biết không thông chỉ cái đường cong, mà đường cong này hai đường cong tiếp xúc đây phải có đường cong một bả này, phải có tiếp tiến này thì khí nó lên nhẹ, nó lên nhẹ thì cái này là tốt, còn khí dở lên nhẹ nó xoáy nhẹ, anh bị thoái hóa cổ sáng mà bị đau cổ, chỉ sai cái nó xoáy nhẹ, khí này nó các bạn nhịp chuẩn cũng không lên nào, sáng mai thức dậy mở mắt không lên, còn cổ đau. Đó là cái dòng xoáy nó không giận sống rồi, đó là thật bộ. Còn thắt lưng sáng thức dậy, cái khí nó lên cái này, bọt xuống nhé, đau rồi. Đó là cái những hiện tượng của mũi sang như thế này. Tại cái sống ở đây nó không thành cái tiêu tiêu mà nó khi mũi nó có những hiện tượng cái mạnh cái chỗ lưng lẹt, tức là mạnh mô, nó phân tắc ra. Mạnh mô, cái này là khí của thần. Cái nguyên khí là nó thu cho khí nông tạo mà hai thằng này là quan trọng, chỉ hai thằng này phải. Cái này là khí của tim, khí thần, khu này là khí của não. Khí của thần là thần, còn khí của tim là khí tim. Thật ra trong người hai nó đâm mà quan trọng cái tay chân, cái tay phải làm như thế này, cái chân phải làm như thế này để mấy thằng này tốt. Đó là phân cách cái đầu, nó phân cách sau cái đầu làm sao, cái tay làm sao, chân làm sao để
cái bàn này này không? Đó, em cũng rất khó lắm. Em là họ nói thế này. Nói kiểu như vậy là giống như là mình cái hình đại địa của mình ngủ mà mình nằm quá cao thì cái cột sống nó lên được đó, vì là đúng mà khí nó lên để mình xoay xuống là xoay cái đầu này nó lên này nó thấy không, còn cái lưng nặng chịu ngủ không đúng rồi rồi để xoay để đóng lưng nè. Ví dụ nếu mà cái thế mình nằm thì cái là đây là đó là vậy, cái lưng mình nằm bây giờ làm sao cho nó là đúng cái đường cong đó là ngon đó. Ôi khó lắm á, không dễ lắm. Chẳng chỗ này nếu như không thì em sẽ thấy nè, bây giờ tôi phân tích lại khi ngủ mình sẽ thấy cái lưng nó nằm như thế nào nha. Khi ngủ là cái bụng ở đây là cái lưng, cái thắt lưng nó cong như vậy đúng không, còn cái ngực nó lõm xuống vậy, cái lưng đây cái lưng không nhỏ rồi cái cổ xuống vậy. Chỗ này có cái lưng kê cong loại này cho nên có trung quốc nó kê là được hay chưa. Cái đầu mình cả đều nằm trên một mặt phẳng hết mà. Nó phẳng nhưng mà cái chỗ này nó có lưng cong nó lõm mà. Nó rộng ở đó. Nó lõm thì ngay chỗ này là mình có cái gố, bởi vì Trung Quốc nó có cái gố. Không, Trung Quốc nó có cái thằng. Ừ. Đó, đây nó để một cái thằng. Đây cũng để một cái thằng. Vậy thôi, sao mình ngủ như không biết mà. Còn kia ở đây, kia đây thì nó lại. Chỗ nào? Được cái cổ mình để tôi hướng ra hết. Nó chỉ cần ngay chỗ cái mặt phẳng mình nó bị lõm ngay cái cổ là mình chèn ngay chỗ. Như cái này nằm ngửa, nằm nghiêng sao? Cái gối ngửa. Nằm nghiêng cái gối không xài được. Nó là một độ đúng. Đó, cái gối không xài được, không ngủ chiếc cầm. Cái nằm nghiêng là cái vai nó cao vậy là cái cầu của quẹt mẹ. Sáng là nằm được. Nãy giờ. Thành ra cái gối ngủ cái này nằm ngửa thì được. Nằm ngửa gối ngon lắm. Nằm nghiêng gối phụ. Nằm nghiêng qua cái vai mình cao vậy, tức là cái bề vai của cái cổ, cái gối bây giờ nó không phải như vậy, đi nằm đi cái gối nó cao lên, nó cái bề cao này. X này là nghiêng, còn cái X khi nằm ngang lên đây, X đi ngang, cái X là gì khác, mà không được đổi những người chết, nó là này. Kê vừa đúng là thế, kê mà sang cả thành cái chỉ có cái khăn là nó cứng chắc đó. Bởi vì Trung Quốc đi đâu là bó cái khăn trong cái bao lô, nó có gói gối. Đó là cái mà thành ra anh ấy dùng khăn này, hồi chỉ anh ấy dùng khăn. Cái khăn người ta nó mịn lắm, giống vậy mà cái khăn lông lớn á. Anh tưởng nó là anh mắc cơm cục, một cái khăn lông lớn 1 triệu, 2 triệu không mà được xịn á. Tức là chặt nó không có, cứ dàn đi mà nó mịn thì mịn được lắm, nó mịn lắm, nằm xuống nó êm được đấy. Vì khi nằm á, khi anh nằm ngửa là để vậy, khi nằm nghiêng anh sẽ xếp dậy cho nó hết. Thấy không? Hay rồi đó. Còn thành bố sao xếp? Thành xếp được. Cái xếp nó vừa tầm, được khi nằm nghiêng xếp lại. Thành ra cái khăn nó lợi hơn cái gối. Đó, cái khăn nó hay hơn cái gối cho này. Tại nó xếp được. Tùy độ cao của người. Từ đó nó chữa được cái cuộc sống máu khí huyết dù thật tốt. Thành ra bây giờ đầu tiên nó chữa là coi là cái gối và cái thai của anh như thế nào. Mình phải tính sao để chuyện của anh. Đó là cái vị trí để cho cái chỗ này không bị đau cái hai cái này. Là cái gối xử lý nó bằng cái khăn. Cái khăn. Đây là cái khúc nè, nhiều khăn. Bây giờ còn cái tay chân mình. Cái này là vật chất thôi nha, còn cái tinh thần khi ngủ, tinh thần của khi ngủ nó có 13 loại, thất tình thì còn chỗ nào không? Cái này mình biết nhất, mất ngủ ở chỗ này, lục dục, mấy cái này thư giãn ngủ được, cái kia là vật chất thôi, cái là cho thoải mái thôi, cái này vật chất, cái này tôi đang cắt vật chất, cái thứ hai cái này mới là ghê, cái này đa số mất ngủ thì do cái này. Chứ không phải do cái này là cái bàn ngủ xài gì đâu thôi, có này có nè khỏi ngủ luôn, nguyên nhân nó làm tiền bạc thất tình lo âu thành ra chỗ này ngủ nhiều, cái này một tác rồi họ cái ông cũng xử lý cái này chẳng hạn, đó là hai vấn đề. Bây giờ cái này bây giờ tôi xóa cái phần này, anh chụp cái phần này tôi xóa qua phần thứ hai là tôi xử lý tay chân và tôi xử lý cái nào. Cái này tôi dùng cái gối cho thầy, cái khăn cho thầy
để sự xử lý hai cái trường hợp. Mình phải biết cách phân tách cái cơ thể ra để xử lý. Dù cái thang của thay vào xử lý một cái đường cong chậm. Bây giờ cái tư thế người ta chỉ có nằm ngửa và nằm nghiêng. Thì ngửa làm thế nào để cho tay chân máu huyết luôn xong tốt. Muốn tay chân máu huyết mà không có gì đè lên nó, đó mình đặt chân không đè. Chúng ta trong các hội tưởng thực hành mình thấy mình nó có cái tại sao nó phải làm vậy, một tôi làm liền nó ăn cay gì đó. Đây ngủ khi máu huyết lưu thông trong tay là không có cái gì đè lên nó và nó có chuyển động nhẹ. Cái này là hay nhất, làm sao nó có chuyển động nhẹ khi ngủ, chân cũng phải có chuyển động nhẹ khi ngủ, không có gì đè lên nó để thông kinh lạc. Và nó hô, có chuyển động nhẹ thì nó hô. Đó là cái bí quyết của các ông nó tìm ra. Đấy chứ. Còn về cái này là về cái giải quyết trên hồi nãy là về hai cái đường cong, cái giải quyết bằng lô, bằng khăn này. Cái phân tách cái mũ, bằng khăn. Thứ hai là tôi phân tách cái tay chân. Cái thứ ba là tôi giải quyết cái thần này đâu. Là người thất tình được dùng chạy cái mặt. Chuyển cái vô hình là cái hữu hình dễ biết chuyển cái tay, tức là khi ngủ là người mà nằm nghiêng là một cái giống để một người nằm đây nó có một co duỗi này, co là một co duỗi khi nằm tay là một co duỗi hai co hai cái này nó vừa đó kia nó còn được gặp mấy bạn thấy nằm cơ bản nó thấy cái ý nó tại sao nó làm vậy, nó nghe là nó cũng lót cái
cái hàng cho nó ra mình nghiêng vậy này theo cái tay mình để vậy. Cái này là cái hàng kia nó xếp nhiều lần nhưng mà cao vậy. Cái tay kia nó đẹp vậy nè, nè một con cái này hàng nó xếp cao vậy mà cái này không được để vậy.